mình. Và các bạn đừng quên hãy luôn luôn bỏ túi những cái sản phẩm của GP vì sẽ giúp cho các bạn đẹp hơn và quyến rũ hơn. Và lời cuối cùng là nếu bạn nào muốn thay đổi cuộc sống của mình bằng việc kinh doanh online thì các bạn hãy mạnh dạn và tự tin gia nhập vào công ty gỡ bên của chúng tôi chỉ cần các bạn có niềm tin nè, có sự nhiệt huyết và sự kiên định với sự lựa chọn của các bạn thì chúng tôi sẽ cùng với các bạn thực hiện và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái điểm đích viên mãn nhất. Xin chúc tất cả mọi người có một niềm tin thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn ạ.